Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài viết. Chúng mình sẽ viết đoạn văn về tưởng tượng. Ở tiết này thì chúng ta sẽ viết đoạn văn kết thúc khác cho một câu chuyện đã đọc và đã nghe. À thì như vậy chúng ta sẽ viết một đoạn kết thúc khác cho một câu chuyện đã đọc và đã nghe. Như vậy thì chúng mình cần phải chuẩn bị. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn các cái câu chuyện đã đọc hoặc là nhớ lại đoạn kết của một câu chuyện. Thì rất là nhiều câu chuyện chúng ta đã được được học cũng như là được đọc, cũng có thể là được nghe người khác kể, đúng không? Ví dụ như là chuyện Thạch Sanh này hay là Sỏ Dừa, vân vân. Thì rất là nhiều câu chuyện chúng mình có thể được nghe, được đọc hoặc là được người khác kể. Và ở đây thì chúng ta sẽ đưa ra các cái dự kiến cách kết thúc khác cho câu chuyện. Ví dụ trong câu chuyện Vệt Phấn Trên Mặt Bàn thì chúng ta sẽ tưởng tượng cảnh bạn thi ca trở lại lớp khi đã được chữa lành cánh tay phải. Chúng ta sẽ viết cái một đoạn tưởng tượng khác kết thúc của câu chuyện Vệt Phấn Trên Mặt Bàn khi mà bạn thi ca trở lại lớp và sau khi đã chữa lành được cánh tay thì chúng ta sẽ tưởng tượng viết lại như thế nào. Hay là trong câu chuyện bài học quý, tưởng tượng về sự thay đổi trong cách đối xử với bạn bè của chim sẻ từ sau khi nhận được bài học quý. Chúng ta cũng sẽ viết lại cách tưởng tượng khác, cách kết bài khác, tưởng tượng thì thay đổi trong cách đối xử của chim sẻ từ sau khi nhận được bài học quý. Hay là đối với câu chuyện đôi cánh của ngựa trắng, chúng ta cũng có thể tưởng tượng về sự khôn lớn trưởng thành của ngựa trắng sau chuyến đi xa cùng đại bàng. Đó là một số dự kiến chúng ta có thể viết cách kết thúc tưởng tượng khác với nội dung của bài đọc. Lưu ý một số chỗ khi chúng ta viết kết bài tưởng tượng có một nội dung khác thì đó là chi tiết tưởng tượng phải phù hợp với câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. Chúng ta phải tưởng tượng nhưng mà phải phù hợp, hợp lý khi phù hợp với câu chuyện chúng ta đã được đọc, được nghe. Chú ý tính hợp lý của các chi tiết tưởng tượng, đó, chi tiết hợp lý. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện viết. Và chúng mình cần phải bám sát vào phần chuẩn bị để viết đoạn văn đoạn kết khác. Chú ý tính hợp lý, nhớ chú ý tính hợp lý trong các cái chi tiết tưởng tượng. Ví dụ như chúng ta sẽ lựa chọn câu chuyện đó là câu chuyện Vệt Phấn Trên Mặt Bàn thì chúng ta sẽ dự kiến cách kết thúc khác cho câu chuyện đó là cảnh bạn thi ca trở lại lớp khi đã được chữa lành cánh tay phải. Chúng mình có thể dựa vào đây và viết kết thúc câu chuyện này như sau. Ngày hôm sau, Thi Ca trở lại lớp khi đã được chữa lành cánh tay phải. Nhìn Thi Ca, lòng tôi lại dâng lên thật nhiều cảm xúc. Tôi áy náy và hối hận vô cùng. Tôi đang ngập ngừng muốn xin lỗi Thi Ca, nhưng chưa biết phải làm sao. Thi Ca nhìn lên mặt bàn, thấy vệt phấn đã biến mất. Bạn mỉm cười, đưa tay ra với tôi. Chào cậu, tớ có cánh tay phải rồi. Từ nay tớ sẽ không đụng vào tay của cậu nữa. Nghe những lời Thi Ca nói, tôi nghẹn ngào và mếu máo. Tớ xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã không biết cậu bị đau như vậy. Từ bây giờ chúng ta sẽ làm bạn tốt của nhau. Từ đó tôi và Thi Ca trở thành đôi bạn thân thiết của nhau. Thì chúng ta thấy đây là cách tưởng tượng khác ở trong cái bài Vệt Phấn Trên Mặt Bàn, đúng không? Thì chúng ta có thể dựa vào đây, chúng mình có thể chỉnh sửa lại bài làm của chúng ta.
hay là viết đoạn kết khác cho câu chuyện, bài học quý, thì chúng mình cũng có thể viết như sau. Từ lần học được từ chim chích một bài học quý về tình bạn, chim sẻ dần thay đổi được tính ích kỷ của bản thân. Mỗi khi có quà hay tìm được đồ ăn ngon, sẻ liền tìm đến chim chích để chia sẻ cho bạn. Một hôm nọ, bà ngoại của chim sẻ lại gửi đến cho cậu một túi hạt kê nướng thơm ngon. Lần này, sẻ không còn giấu ăn một mình nữa, mà ngay lập tức mang theo túi hạt đi tìm bạn. Trên đường đi, sẻ nhìn thấy hai em sẻ con đang chờ mẹ đi chợ. Có vẻ hai em đều đang đói lắm. Thế là sẻ liền xà xuống chia một nửa túi hạt kê thơm ngon cho hai em, rồi mới tiếp tục mang quà sang thăm bạn. Khi cả sẻ và chích đều đang say sưa nhấm nháp hạt kê nướng, sẻ liền nhớ về túi hạt kê lần trước mà mình giấu giếm để ăn một mình. Túi hạt kê ấy không hề ngon như lần này. Có lẽ bởi hạt kê hôm nay đã có thêm hương vị của sự sẻ chia, của tình bạn chân chính. Thì đó là một đoạn kết khác ở trong câu chuyện bài học quý. Giờ vào đây chúng ta cũng có thể viết lại đoạn kết trong bài tưởng tượng này. Và như vậy là chúng ta đã tham khảo hai cái bài văn mẫu, thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại bài làm của mình. Sau đó chúng mình có thể nghe bố mẹ anh chị, thầy cô nhận xét chỉnh sửa bài bài cho chúng ta. Và chúng mình sẽ tự chữa lỗi trong bài theo yêu cầu của thầy cô, viết lại một số câu trong bài cho nó hay hơn. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài viết viết đoạn văn tưởng tượng phần kết bài. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.